Xin chào các huấn luyện viên, em tên là Đặng Hữu Phúc, học viên lớp K20 Platinum. Người giới thiệu là cô Hoàng Thị Hồng hoặc là leader là chị Nguyễn Thị Thanh Hương. Hôm nay em xin chia sẻ về bài chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong cuộc sống thì đôi khi là cũng có những cái điều chúng ta ngộ nhận về sức khỏe. Ở đây thì qua cái bài học này thì em đã nhận ra được hai cái điểm mù trong cái hiểu biết của chúng ta về sức khỏe. Thứ nhất là chúng ta thì khi mà còn trẻ hoặc là khi mà con người chúng ta cảm thấy nó bình thường thì chúng ta là thường là nghĩ là cơ thể mình vẫn còn khỏe mạnh. Tuy nhiên sức khỏe là trạng thái hưng thịnh về thể chất, về cả thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là cái tình trạng bị bệnh hay là không bị bệnh. Nên là đôi khi là khi mà phát hiện được bệnh thì thực tế là thường là đã muộn đó, bởi vì những cái bệnh như thế thì một số cái bệnh tật thì nó không thể hiện ra ngay mà nó sẽ âm thầm phá hủy cơ thể của chúng ta, phá hủy các cái cuộc sống của chúng ta, và khi mà nó chúng ta có thể cảm nhận được thì nó đã là muộn và khả năng chữa trị thì nó sẽ rất là tốn kém, cũng như là mất nhiều thời gian, tiền bạc, mà thậm chí hiệu quả có thể nó cũng không cao. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là điểm mù thứ hai theo em nghĩ là về cái vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ăn thì là ăn các cái thức ăn hàng ngày, là ăn là no và có thịt, có rau, có cơm thì đã là đầy đủ. Tuy nhiên là chúng ta là không biết là chúng ta đã ăn như thế là mất cân bằng, khiến là chúng ta này, có thể một số người là thừa cân béo phì hoặc là mắc một số các cái bệnh về đường tiêu hóa như là đau dạ dày hoặc là táo bón, trĩ đó. Các cái thói quen này còn có thể dẫn đến những cái bệnh khác nghiêm trọng hơn, ví dụ như là ung thư. Để giải quyết hai cái vấn đề này thì chúng ta cần phải có những cái hành động để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân. Thứ nhất là thói quen tập cho mình thói quen vận động. Vận động hợp lý thì chúng ta sẽ cải thiện được sức khỏe, cải thiện được hệ thống hô hấp, tuần hoàn, cơ xương khớp đó. Và đồng thời là tăng cường các cái trao đổi chất, đốt những cái calo mỡ thừa, đồng thời là làm cho cái tâm hồn, tâm trí của chúng ta cảm thấy thư giãn, thoải mái. Thứ hai, một cái vấn đề cũng rất là quan trọng, đó là cân bằng dinh dưỡng. Chúng ta cần phải thay đổi các cái thói quen ăn uống của mình, ăn uống một cách khoa học, có chủ đích đó. Và sử dụng các cái thực phẩm tốt cho sức khỏe, các cái thực phẩm mà có chỉ số calo phù hợp, không quá nhiều đường, muối, đầy đủ protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây. Giải pháp thứ ba là chúng ta phải thay đổi các cái thói quen xấu đó, từ bỏ rượu bia, thuốc lá, các cái chất kích thích. Và đồng thời một điều là quan trọng nữa là cần phải lan tỏa những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình đến đầu tiên là những người thân trong gia đình, những người xung quanh ta,
để mọi người có gọi là cái nhận biết nhiều hơn về cái sức khỏe của mình, chứ không thể để quá muộn. Thứ hai là lan tỏa đến bằng sức ảnh hưởng của mình, để lan tỏa đến cộng đồng, để có nhiều người hơn có được một cái sức khỏe tốt, góp phần là xây dựng xã hội lành mạnh, khỏe mạnh, tạo ra nhiều giá trị hơn cho cuộc sống. Em xin hết ạ.